Xin chào tất cả các bạn hội viên, xin chào tất cả các bạn, thì chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh YouTube Trần Sỹ Tâm của mình, nơi mà các bạn cập nhật được những sách mới, những thuật toán mới YouTube và những thay đổi mới của các network. Thì trong video ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay á, làm xin dành tặng cho các bạn mới bắt đầu làm YouTube, những ngày đầu tiên còn đang bỡ ngỡ biết cách tạo kênh YouTube, cài đặt kênh YouTube, tối ưu kênh YouTube, đăng tải video dài lên YouTube, đăng tải video ngắn lên YouTube để giúp cho các bạn kiếm thu nhập thông qua YouTube nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z gói gọn trong một video. Còn các bạn làm YouTube lâu năm rồi á, thì mình xin thông báo cho các bạn biết điều này. Trong thời điểm hiện tại này và sắp tới, các bạn có tạo kênh YouTube á, mình khuyên các bạn hãy tạo trên kênh chính. Lý do tại sao các bạn, nếu như á, cái kênh của các bạn á, hoạt động bình thường thì không sao cả, nhưng một ngày nào đó nó gặp một cái lỗi sự cố nào đó, ví dụ như là bị người khác đánh gậy bản quyền và dẫn đến chết kênh, thì các bạn kháng nghị thông qua kênh thương hiệu á, sẽ bị YouTube từ chối. YouTube sẽ không nhận dạng được kênh thương hiệu của các bạn. Còn kênh chính á, khi các bạn bị vi phạm bản quyền mà các bạn bị chết kênh thì các bạn kháng nghị YouTube sẽ nhận dạng được thông qua cái email, đó chính là copyright@youtube.com, nên các bạn cần chú ý nha. Và thêm một thông báo nữa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là YouTube đang ưu ái cho những cái kênh tạo trong thời gian hiện tại này, vì YouTube đang chính thức cạnh tranh với TikTok. Họ đang mở cái luồng đề xuất cực kỳ là mạnh luôn. Nếu như các bạn tạo kênh mới trong thời gian hiện tại này, các bạn đăng video short ngắn lên á, thì các bạn kiếm view và lượt subscribe cũng như là doanh thu các bạn cũng khá là dễ dàng. Còn bây giờ thì mời các bạn nhìn thẳng màn hình để mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tạo kênh YouTube nha. Thì để tạo được kênh YouTube á, là các bạn cần có một trình duyệt web. Các bạn có thể sử dụng bất cứ trình duyệt web nào cũng được nha. Ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ sử dụng đó chính là trình duyệt web Google Chrome. Các bạn nào chưa có trình duyệt web này á, thì các bạn có thể lên trên cửa hàng SetLay hoặc là các bạn lên trên cửa hàng App Store để bạn tải về nha. Thì các bạn chỉ việc gõ vào tìm kiếm, sau đó các bạn tìm kiếm từ khóa đó chính là Google Chrome nha. Thì mặc định là trình duyệt web Google Chrome này đã được cài đặt mặc định trên thiết bị điện thoại của các bạn. Còn các bạn nào chưa cài đặt á, thì các bạn bấm vào cài đặt nha. Ở đây mình cài đặt rồi á, thì bây giờ mình sẽ bấm mở lên nha các bạn. Và sau đó thì các bạn gõ từ khóa đó chính là google.com, thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào đăng nhập nha. Thì bây giờ mình khuyên các bạn á, nếu như các bạn có email của các bạn rồi á, thì các bạn không nên sử dụng cái email đó để làm YouTube nha. Các bạn nên tạo cái email mới cho nó an toàn và cho nó ngon lành nha các bạn. Thì để tạo được cái email mới thì các bạn sẽ bấm vào đó chính là tạo tài khoản nha. Và kế tiếp á, thì có một cái bảng thông báo hiện lên như thế này, thì các bạn chọn đó chính là cho bản thân tôi nha. Và sau đó thì các bạn sẽ điền họ tên của các bạn vào. Thì khi các bạn điền họ tên của các bạn vào rồi á, thì mặc định á, là Google sẽ đặt cho các bạn một cái tên địa chỉ mail mặc định như thế này. Thì các bạn không thích cái tên này á, thì các bạn xóa đi nha và đặt một cái tên mới theo ý thích của các bạn nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ đặt đó chính là Sỹ Tâm nha các bạn, 1992. Thì nếu như á, mà mình đặt cái tên của mình là các bạn là Sỹ Tâm 1992 nè, có một cái dòng cảnh báo bên dưới hiện lên á, có nghĩa rằng cái tên này đã có người sử dụng rồi nha. Thì các bạn phải đặt một cái tên khác mới được nha các bạn. Mình sẽ thêm cái ngày sinh của mình vào nha. Thì bây giờ khi mình thêm cái ngày sinh của mình vào là các bạn, thì các bạn sẽ thấy là Google chấp nhận cái tên email này nha. Thì bây giờ kế tiếp á, là các bạn sẽ đặt cái mật khẩu cho cái email của các bạn nha. Và các bạn xác nhận lại cái mật khẩu của các bạn một lần nữa nha, là hai cái giống nhau như các bạn. Và sau khi các bạn đặt mật khẩu xong rồi á, thì các bạn có thể bấm hiển thị lên để xem hai cái mật khẩu này có trùng khớp với nhau không. Nếu trùng khớp rồi á, thì các bạn bấm tiếp theo nha. Và bây giờ á, thì Google yêu cầu các bạn á, là điền cái số điện thoại của các bạn vào. Thì các bạn sẽ điền số điện thoại vào đây nha. Và sau khi các bạn điền số điện thoại của các bạn vào rồi á, thì các bạn bấm tiếp theo. Và tiếp theo là Google đã gửi cho các bạn 6 con số qua tin nhắn của số điện thoại của các bạn. Thì các bạn điền 6 con số đó vào đây nha. Và sau khi các bạn điền 6 con số vào đây rồi á, thì các bạn bấm xác minh nha. Và tiếp theo á, là sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái số điện thoại của các bạn. Và bên dưới đó chính là địa chỉ mail khôi phục. Google nói rất là rõ, không bắt buộc như các bạn. Thì các bạn có một địa chỉ mail khác á, thì các bạn điền vào. Còn không có thì thôi nha, không bắt buộc nha các bạn. Và bên dưới thì các bạn hãy điền ngày tháng năm sinh của các bạn vào nha. Và sau khi các bạn điền ngày tháng năm sinh của các bạn vào rồi á, thì các bạn sẽ lựa chọn giới tính nha. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm tiếp theo nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm đồng ý. Và các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ bấm đồng ý tiếp nha. Và bước kế tiếp thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái địa chỉ email của các bạn mới vừa tạo xong nằm bên góc tay phải màn hình này. Và bây giờ thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn tạo kênh YouTube nha. Thì để tạo được kênh YouTube á, thì các bạn gõ tên miền đó chính là youtube.com. Và bước kế tiếp thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Thì các bạn để ý ba cái dấu chấm nằm bên góc tay phải màn hình thì các bạn bấm vào. Và bây giờ thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn cho mình đó chính là trang web dành cho máy tính. Còn các bạn nào đang làm trên máy tính á, thì các bạn bỏ qua thao tác này nha. Mình làm trên điện thoại thì mình sẽ lựa chọn đó chính là trang web dành cho máy tính nha. Và bước kế tiếp thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào đăng nhập nha. Và sau khi các bạn bấm vào chữ đăng nhập rồi á, thì các bạn sẽ thấy được cái email của các bạn mới vừa tạo xong nằm bên góc tay phải màn hình này. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào tạo kênh nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái tên kênh mặc định của các bạn được hiển thị ra như thế này. Thì bây giờ các bạn muốn đặt tên kênh khác thì các bạn xóa đi và các bạn đặt tên mới nha. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên kênh của mình đó các bạn là Sỹ Tâm Vlog nha. Sau khi mình đặt tên kênh xong rồi á, mình sẽ bấm chữ tạo kênh nha các bạn. Và sau khi các bạn đã tạo kênh xong rồi á, thì các bạn sẽ thấy được một giao diện như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào biểu tượng kênh của các bạn nha. Và các bạn sẽ bấm vào đó chính là YouTube Studio. Và tiếp theo á, là YouTube sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này để cho các bạn cài đặt và các bạn chỉnh sửa nội dung trên kênh của các bạn nha. Thì đầu tiên á, là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn cài đặt kênh nha. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ cài đặt nằm bên góc tay trái nha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn đó chính là đơn vị tiền tệ của các bạn nha. Mình chọn Việt Nam đồng nha các bạn. Và tiếp theo các bạn, mình sẽ bấm vào kênh. Và bây giờ á, thì mình sẽ lựa chọn quốc gia cư trú nha. Các bạn ở quốc gia nào thì các bạn lựa chọn quốc gia đó nha. Mình ở Việt Nam, mình lựa chọn Việt Nam. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy được từ khóa, có nghĩa là từ khóa kênh của các bạn. Thì các bạn điền những từ khóa liên quan đến nội dung của các bạn đang làm. Thì các bạn điền vào đây nha. Thì khoảng chừng á, là 2 tuần lễ sau là khán giả có thể kiếm thấy kênh của các bạn nha. Thì bây giờ mình làm mẫu để cho các bạn dựa vào đây, các bạn làm theo nha. Thì các bạn thấy nè, làm ghi cái tên của mình, đó chính là Sỹ Tâm. Các bạn có thể ghi có dấu hoặc không dấu cũng được nha. Nhưng các bạn chú ý, bắt buộc phải có dấu phẩy nha các bạn, thì mới hợp lệ. Thì ở đây các bạn thấy nè, mình đã thêm dấu phẩy vào. Thì khi mình ghi xong một từ khóa rồi các bạn, mình sẽ đóng từ khóa lại nha. Thì các bạn thấy là mình ghi thêm một từ khóa nữa, đó chính là tên kênh của mình nha các bạn, là Sỹ Tâm Vlog. Và mình phẩy một cái nha. Và sau đó mình sẽ ghi thêm một từ khóa mới nữa nha các bạn. Thì các bạn thấy là mình ghi thêm một từ khóa nữa, đó chính là Sỹ Tâm ẩm thực. Thì các bạn thấy thêm những từ khóa tương tự liên quan đến nội dung mà các bạn sắp làm nha, là được nha các bạn. Và sau khi các bạn ghi xong rồi thì các bạn đóng từ khóa lại. Nhưng các bạn cần chú ý nha, ở đây YouTube cho phép các bạn là ghi tối đa là 500 từ. Các bạn không được vượt quá 500 từ nha. Ở đây các bạn thấy là mình đã ghi được 40 từ nè các bạn. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là cài đặt nâng cao. Và tiếp theo thì YouTube hỏi các bạn là các bạn làm nội dung cho ai xem. Thì nếu như các bạn làm nội dung cho người lớn xem thì các bạn chọn đó chính là không dành cho trẻ em. Còn các bạn làm nội dung mà dành cho trẻ em xem thì các bạn chọn là có nha. Và tiếp theo thì các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy được đó chính là số người đăng ký. Thì mặc định là YouTube hiển thị cái số người đăng ký trên kênh của các bạn cho tất cả mọi người đều có thể xem được. Nhưng nếu như kênh của các bạn mới tạo ra chưa có ai đăng ký hết, hoặc là số người đăng ký quá ít, các bạn muốn ẩn đi để cho nó đẹp với các bạn, thì các bạn bỏ dấu tích này đi nha. Thì khi các bạn bỏ dấu tích đi rồi thì chỉ có một mình bạn là xem được số người đăng ký thôi. Còn những khán giả xem trên kênh của các bạn họ không nhìn thấy được nha. Và bên dưới thì có một số mục nữa không quan trọng như các bạn nên mình bỏ qua. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào cho mình, đó chính là điều kiện sử dụng tính năng nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được bao gồm 3 tính năng. Thì tính năng thứ nhất là các bạn là tính năng cơ bản là các bạn đã bật rồi. Và tính năng thứ hai các bạn đó chính là các tính năng bật trung. Thì ở đây khi các bạn xác minh tính năng bật trung rồi thì các bạn có thể đăng được video dài hơn 15 phút. Và các bạn có thể tùy chỉnh màn hình thu nhỏ được nha. và các bạn thì phát trực tiếp được. Thì tính năng bật trung là các bạn bắt buộc các bạn phải bật lên nha, để bạn sử dụng được nhiều tính năng hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bạn xác minh tính năng bật trung nha. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên chỉ xuống như các bạn, và các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy được đó chính là xác minh số điện thoại. Thì các bạn sẽ bấm vào xác minh số điện thoại nha. Và tiếp theo thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này để cho các bạn lựa chọn quốc gia. Thì các bạn ở quốc gia nào thì các bạn lựa chọn quốc gia đó nha. Bên dưới thì các bạn điền số điện thoại của các bạn vào nha. Và sau khi các bạn điền xong số điện thoại của các bạn vào rồi thì các bạn bấm vào cho mình đó chính là nhận mã nha. Và tiếp theo là YouTube đã gửi cho các bạn bao gồm 6 chữ số qua tin nhắn số điện thoại của các bạn. Thì các bạn nhập 6 chữ số đó vào đây nha. Và sau khi các bạn đã nhập xong 6 chữ số của các bạn vào rồi thì các bạn sẽ bấm gửi nha. Và bây giờ thì các bạn đã thấy rằng các bạn đã xác minh thành công số điện thoại của các bạn, và YouTube chúc mừng các bạn nha. Và sau khi các bạn xác minh xong rồi á, thì các bạn quay trở lại với giao diện YouTube Studio nha. Thì bây giờ các bạn sẽ gõ tên miền đó chính là youtube.com. Và bây giờ thì cũng tương tự như hồi nãy nha. Các bạn nào đang sử dụng thiết bị điện thoại di động á, thì các bạn bấm vào 3 dấu chấm. Và các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn trang web dành cho máy tính nha. Và tiếp theo á, thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng kênh của các bạn nha. Các bạn chọn đó chính là YouTube Studio. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt nằm bên góc tay trái của màn hình nha. Và kế tiếp á, thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là kênh. Và cũng tương tự như hồi nãy nha các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là điều kiện sử dụng tính năng. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè là các tính năng bật trung của các bạn đã được bật lên nha. Có nghĩa rằng là các bạn đã xác minh xong số điện thoại của các bạn rồi. Thì các bước cơ bản các bạn đã hoàn tất rồi. Và bước số 3 đó chính là các tính năng nâng cao. Thì bước số 3 này các bạn cực kỳ là dễ dàng. Các bạn không cần làm gì cả. Mình nhấn mạnh nha, các bạn không cần làm gì cả. Các bạn chỉ việc sản xuất nội dung của các bạn trong vòng khoảng 1 tháng là lập tức cái bước số 3 này tự động YouTube sẽ xác minh luôn. Các bạn không cần làm gì cả nha. Còn nếu như mà các bạn muốn xác minh liền á, thì hơi rắc rối. Các bạn cần phải cung cấp đó chính là xác minh qua video hoặc xác minh qua giấy tờ tùy thân. Thì nó rất là rắc rối. Mình khuyên các bạn á, chẳng cần làm gì cả, cứ làm tốt nội dung. Thì cái bước số 3 này sẽ được YouTube tự động xác minh luôn, như trên màn hình các bạn nhìn thấy nha. Và sau khi hoàn tất cái mục kênh, bao gồm là thông tin kênh, cài đặt nâng cao, điều kiện sử dụng tính năng. Khi các bạn đã hoàn tất xong tất cả rồi, thì bây giờ các bạn sẽ bấm lưu lại nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt. Và các bạn chọn đó chính là chế độ mặc định cho video tải lên. Và tại đây các bạn sẽ thấy được đó chính là tiêu đề, mô tả, chế độ hiển thị, từ khóa. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem để các bạn dựa vào cái mẫu của mình và các bạn làm theo nha. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình đã ghi mặc định mẫu cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ dựa vào cái mẫu này của mình để các bạn làm theo nha. Thì ở chế độ mặc định cho video tải lên có nghĩa rằng là mỗi lần các bạn đăng video á, thay vì các bạn ghi được từ đầu, thì bây giờ các bạn đã ghi một số nội dung rồi. Thì khi các bạn đăng video lên á, các bạn chỉ việc bổ sung thêm một số nội dung mới nữa thôi, chứ các bạn không cần phải ghi lại từ đầu nha. Thì các bạn cần chú ý nha, bên trong phần mô tả video của các bạn có thể ghi thêm phần thông tin liên hệ. Và bên dưới thì các bạn thấy ghi thêm cái phần đó chính là thẻ hashtag, là cái thẻ màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì mở đầu cho thẻ hashtag thì các bạn ghi dấu thăng, và sau đó các bạn ghi những từ khóa liên quan đến nội dung của các bạn đang làm một cách dính liền với nhau và không có khoảng trắng nha. Thẻ hashtag là giúp cho khán giả dễ tìm thấy video của các bạn hơn nha. Đó là tính năng bên trong chế độ mặc định cho video tải lên. Và các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy nè là chế độ hiển thị. Thì mình khuyên các bạn là chọn chế độ đó chính là không công khai. Vì sau khi các bạn đăng video lên, các bạn kiểm tra lại một lần nữa, các bạn thấy ok hết rồi á, thì các bạn hãy công khai video ra. Còn bình thường nếu như các bạn công khai video ra rồi mà các bạn thấy không hài lòng, các bạn lại sửa chữa lại, thì như vậy cái video đó sẽ bị mất đề xuất nha. Có nghĩa rằng rất khó có view. Nên mình khuyên các bạn để chế độ không công khai, để kiểm tra cho thật kỹ, xong rồi các bạn hãy công khai video ra nha. Còn bên dưới đó chính là thẻ từ khóa. Thì cũng tương tự như hồi nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn trong cái mục kênh này. Thì cái chế độ mặc định cho video tải lên thì những cái từ khóa thẻ này các bạn cũng sẽ đặt mặc định một số từ khóa nha. Thì YouTube cho phép các bạn là 500 từ. Thì các bạn chỉ được phép là sử dụng 500 từ thôi. Và sau khi các bạn đã cài đặt xong ở chế độ mặc định cho video tải lên thì các bạn sẽ thấy được cái mục đó chính là cài đặt nâng cao. Và bên trong cái mục nâng cao này á, thì các bạn xem thao tác của mình rồi các bạn làm theo nha. Một giấy phép các bạn để mặc định, và ngôn ngữ chứng nhận phụ đề thì các bạn ở quốc gia nào thì các bạn chọn ngôn ngữ quốc gia đó nha. Và tiếp theo đó chính là ngôn ngữ của tiêu đề và nội dung mô tả nha. Mình chọn tiếng Việt nha. Và bên tay phải thì các bạn sẽ thấy được cái mục danh mục. Thì ở đây các bạn làm chủ đề nào thì các bạn chọn danh mục chủ đề đó nha. Mình làm về vlog thì mình sẽ lựa chọn đó chính là mọi người và blog nha. Và sau khi các bạn đã hoàn tất xong thông tin cơ bản và cài đặt nâng cao thì các bạn sẽ bấm vào lưu lại nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là phần cài đặt. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ về cái mục quyền để cho các bạn biết nha. Các bạn bấm vào mục quyền. Thì tại cái mục quyền này là các bạn sẽ thấy được đó chính là chủ sở hữu. Thì hiện tại cái email này của mình đang làm chủ sở hữu chính của cái kênh này của mình. Thì bây giờ cái kênh này của mình mình ví dụ mình có gặp sự cố và mình không có biết cách nào giải quyết. Nhưng người bạn của mình ở xa, người ta kêu mình là cấp cho cái quyền để người ta vào trợ giúp, để giúp đỡ mình thì các bạn sẽ thấy được đó chính là cái mục mời. Thì tại đây các bạn sẽ điền cái email của cái người bạn của các bạn vào đây. Mình ví dụ nha, mình muốn mời cái email đó chính là transytam1992a@gmail.com làm người quản lý nha các bạn, để trợ giúp cho mình trong cái việc quản lý kênh này nha. Thì mình sẽ lựa chọn cái mục đó chính là quyền. Thì tại đây các bạn có thể lựa chọn được những cái quyền mà các bạn muốn cấp cho cái người mà đang muốn vào trợ giúp cho các bạn nha. Đó thì các bạn sẽ thấy được rất là chi tiết, thì các bạn có thể đọc kỹ tại đây nha. Nói chung rất là đơn giản nha các bạn. Thì bây giờ mình ví dụ nha, mình cấp quyền đó chính là người chỉnh sửa nha các bạn. Thì mình sẽ bấm chữ xong nha. Và bây giờ các bạn sẽ thấy được đó chính là một cái email mới này các bạn được thêm vào, và với chức vụ của các bạn là người chỉnh sửa nha. Và lời mời đã được gửi đi nha các bạn. Và bây giờ các bạn bấm lưu lại nha. Thì bây giờ Google yêu cầu các bạn là tiếp tục xác minh danh tính nha các bạn. Thì các bạn bấm vào tiếp tục nha. Thì bây giờ các bạn điền lại mật khẩu nha. Thì có một trường hợp mà xảy ra mình cũng nói luôn nha các bạn, là khi các bạn mời như thế này nè, trên trình duyệt web Google Chrome ở trên thiết bị điện thoại di động sẽ thấy được cái chữ đó chính là đang xử lý, vui lòng đợi. Và các bạn đợi hoài đợi mãi luôn cũng không bao giờ xử lý xong, do cái trình duyệt web này nè các bạn đang bị lỗi nha. Nên các bạn sẽ thay thế bằng một trình duyệt web khác, ví dụ như là Facebook nha các bạn. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cài đặt nha các bạn. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn bên trong một cộng đồng này nha. Và bên trong cái một cộng đồng này thì các bạn kéo thẳng xuống bên dưới. Các bạn chỉ quan trọng hai cái mục cuối cùng, đó chính là từ bị chặn và chặn đường liên kết. Từ bị chặn có nghĩa là các bạn sẽ thêm những cái từ ngữ thô tục vào đây nha. Mình ví dụ như các bạn. Thì bây giờ mình ví dụ như các bạn, mình sẽ chặn đó chính là cái từ CCLL. Mình sẽ sử dụng dấu phẩy nha, y như là mình cài đặt từ khóa vậy các bạn. Thì kể từ bây giờ, những người nào mà ta bình luận những cái từ mà CCLL này thì lập tức những cái từ đó sẽ không được hiển thị ra bên ngoài. Nên các bạn yên tâm thoải mái, không ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn nha. Còn bên dưới thì các bạn sẽ thấy được đó chính là chặn đường liên kết. Thì các bạn hãy tích vào cái ô này nha, là tất cả những người bình luận trên video của các bạn, người ta không thể nào copy những cái trang web độc vào bên trong phần bình luận của các bạn được. Nên các bạn yên tâm thoải mái nha. Và sau khi các bạn đã cài đặt xong bên trong cái mục bộ lọc tự động thì bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cái mục đó chính là mặc định nha. Và bên trong cái mục mặc định này thì các bạn sẽ giữ nguyên như vậy. Các bạn chỉ cần tích vào cái ô đó chính là giữ các tin nhắn trò chuyện có khả năng không phù hợp để xem xét. Đơn giản như vậy thôi là được nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ bấm lưu lại nha. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn thêm ảnh đại diện kênh và làm cho các bạn một ảnh banner như trên màn hình các bạn nhìn thấy nha. Thì để làm được thì bên góc tay phải các bạn sẽ kéo xuống bên dưới và các bạn sẽ thấy được cái chữ đó chính là tùy chỉnh. Thì các bạn bấm vào. Thì hiện tại ngay chỗ cái tùy chỉnh bố cục này các bạn, là các bạn chưa có đăng video nào lên thì các bạn không cần làm gì cả. Nếu như sau này các bạn đăng video lên rồi thì các bạn có thể xem lại cái video mình hướng dẫn sâu hơn về cái tùy chỉnh kênh này nha. Trong cái video này mình hướng dẫn cho các bạn là cái cơ bản nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào xây dựng thương hiệu nha. Và tại đây các bạn sẽ thấy được đó chính là ảnh này các bạn, có nghĩa rằng là các bạn hãy tải cái ảnh đại diện của các bạn lên nha. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ tải lên nha. Và các bạn sẽ lựa chọn một tấm ảnh nào các bạn thích nha. Thì các bạn bấm vào tấm ảnh đó. Thì bây giờ các bạn thấy là mình đã thêm được tấm ảnh của mình vào rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm chữ xong nha các bạn. Thì bây giờ tấm ảnh đại diện của mình đã được hiển thị lên nha, rất là dễ dàng. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào chữ xuất bản nha. Và sau khi mình bấm chữ xuất bản xong rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tải ảnh banner lên nha. Đó chính là hình ảnh biểu ngữ nha các bạn. Thì bây giờ các bạn coi thao tác mình làm rồi các bạn làm theo nha. Và bây giờ thì các bạn thoát ra nha. Và sau đó thì các bạn tải cho mình ứng dụng đó chính là BitArt. Các bạn có thể tải ứng dụng BitArt ở trên cửa hàng SetLay hoặc cửa hàng App Store đều được nha các bạn. Thì cách tải giống y như là các bạn tải trình duyệt web Google Chrome như lúc ban đầu mình hướng dẫn. Và sau khi các bạn tải về xong rồi thì các bạn bấm mở lên nha. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào ô tìm kiếm. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm kiếm từ khóa đó chính là banner YouTube nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào hình ảnh. Thì bây giờ các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nha. Thì các bạn sẽ thấy được cái mẫu banner như thế này. Thì các bạn bấm vào nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào chữ phối nha. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy được một cái banner mà họ làm mẫu như thế này. Thì bây giờ công việc của các bạn là chỉ có thêm những tấm ảnh của các bạn vào banner này. Vậy là xong nha. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về kích thước banner để cho các bạn cùng biết nha. Thì khi khán giả hoặc là bạn xem trên thiết bị điện thoại di động thì họ sẽ nhìn thấy được đó chính là từ cái điểm này sang điểm này. Còn khi họ xem trên máy tính bảng hoặc iPad thì họ thấy được từ cái điểm này sang điểm này. Còn nếu như mà họ xem trên laptop hoặc máy tính để bàn thì họ sẽ thấy được cái điểm này sang điểm này. Còn nếu như mà họ xem trên TV thì họ sẽ thấy được toàn bộ banner của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái banner cơ bản mà đẹp nha các bạn. Thì bây giờ để mà thêm ảnh vào để tạo banner thì các bạn hãy bấm vào chữ thêm ảnh nha. Và sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn một tấm ảnh bên trong bộ sưu tập ảnh của các bạn. Các bạn thích tấm ảnh nào thì các bạn chọn tấm ảnh đó nha. Mình ví dụ mình lựa chọn tấm ảnh này. Và mình sẽ bấm vào chữ thêm nha các bạn. Và sau đó thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt cho nó vừa với khung hình của thiết bị điện thoại di động nha. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào công cụ cắt. Thì mình sẽ cắt đi một nửa nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh làm sao cho nó vừa với kích thước của thiết bị điện thoại di động. Thì các bạn có thể giảm cái thanh mờ đục này các bạn. Để nó hiển thị cái nền bên dưới thì các bạn sẽ dựa theo cái nền bên dưới đó để các bạn điều chỉnh nha, cho nó dễ dàng. Thì các bạn đã thấy là mình đã điều chỉnh xong rồi, nó vừa kích thước rồi. Thì bây giờ mình sẽ kéo thanh mờ đục này lên nha các bạn. Thì bây giờ các bạn đã thấy là mình đã hoàn tất thêm một tấm ảnh của mình rồi. Thì tấm ảnh này các bạn, người ta xem trên thiết bị điện thoại di động người ta sẽ thấy được tấm ảnh này. Thì bây giờ mình sẽ thêm một tấm ảnh nữa để cho những người xem ở trên máy tính người ta nhìn thấy nha. Và bây giờ thì mình cũng sẽ bấm vào thêm ảnh. Và mình chọn một tấm ảnh mình thích nha. Mình ví dụ tấm ảnh này. Mình cũng sẽ bấm vào chữ thêm. Thì bây giờ các bạn thấy là một tấm ảnh của mình xuất hiện rồi. Thì bây giờ mình kéo lên các bạn cho nó vừa với tấm ảnh lớn này nha. Sau khi nó vừa với kích cỡ rồi các bạn di chuyển qua bên tay trái. Và bên góc tay phải thì các bạn cũng thêm một tấm ảnh vào nha. Các bạn cũng sẽ bấm vào thêm ảnh. Và các bạn lựa chọn tấm ảnh nào các bạn thích thì các bạn chọn tấm ảnh đó nha. Mình ví dụ mình lựa chọn tấm ảnh này. Mình sẽ bấm vào chữ thêm nha các bạn. Và bây giờ thì mình cũng kéo lên cho nó vừa với cái ảnh chính của mình. Và sau đó thì mình cũng sẽ kéo qua góc tay phải nha. Và sau khi các bạn điều chỉnh xong tấm ảnh của các bạn và các bạn thấy nó vừa với khung hình rồi thì bây giờ các bạn chú ý nghe kỹ mình nói khúc này nha. Tấm ảnh chính của các bạn hiện tại đang bị hai tấm ảnh nằm ở góc tay trái và tay phải nó chồng lên. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào tấm ảnh chính của các bạn. Và ở đây các bạn sẽ thấy được cái mũi tên đi lên này các bạn. Thì các bạn bấm vào. Các bạn bấm vào khi nào cái mũi tên đi lên này nó mờ đi là được nha. Thì bây giờ các bạn thấy tấm ảnh chính của các bạn đã được đưa lên đầu tiên. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè, tấm hình rất là cân đối và đẹp nha các bạn. Và bây giờ nếu như các bạn muốn cho khán giả của các bạn mà xem được tấm ảnh banner của các bạn ở trên TV thì bây giờ các bạn chỉ việc thêm hai tấm ảnh nữa là xong nha. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Thì các bạn cũng sẽ bấm vào thêm ảnh nha. Thì bây giờ các bạn sẽ cần lựa chọn một tấm ảnh nào các bạn thích nha. Mình ví dụ như mình lựa chọn tấm ảnh này. Và bây giờ mình bấm vào thêm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phóng to nó ra cho mình dễ nhìn. Và sau đó mình sẽ bấm vào công cụ cắt. Và bây giờ thì mình sẽ cắt đi một nửa nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ kéo lên bên trên. Và mình sẽ phóng to nó ra cho nó vừa khung hình nha các bạn. Thì các bạn đã thấy là mình đã thêm được một tấm ảnh rồi. Thì bên dưới mình cũng làm tương tự như vậy nha. Mình sẽ bấm vào thêm ảnh. Và bây giờ mình sẽ lựa chọn một tấm ảnh khác nha các bạn. Mình cũng sẽ bấm vào chữ thêm. Và bây giờ thì mình phóng to lên cho dễ nhìn. Sau đó mình sẽ bấm vào công cụ cắt. Và mình cắt đi một nửa nha. Và mình cũng tương tự như hồi nãy, mình sẽ điều chỉnh cho nó vừa khung hình nha các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy là mình đã hoàn tất việc thêm ảnh rồi. Và tiếp theo là mình hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn ghi tên kênh YouTube vào bên trong ảnh banner nha. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ. Và sau đó các bạn sẽ ghi tên kênh YouTube và các bạn bấm vào dấu đồng ý. Thì bây giờ tên kênh YouTube của các bạn được hiển thị ra như thế này. Thì bây giờ các bạn có thể điều chỉnh nha, to nhỏ là tùy thích của các bạn. Mình khuyên các bạn là không nên di chuyển nó qua bên góc tay phải hoặc góc tay trái như thế này, là khán giả mà xem ở trên cái thiết bị điện thoại di động họ không nhìn thấy được cái tên kênh của các bạn. Nên mình khuyên các bạn là các bạn hãy để cái tên kênh YouTube nằm ngay chính giữa, hoặc là các bạn để một vị trí khác. Nhưng mà vị trí tên kênh YouTube của các bạn bắt buộc nó phải nằm ở trong tấm ảnh mà dành cho thiết bị điện thoại di động xem thì mới được nha các bạn. Thì mình đã làm mẫu như thế này, thì các bạn sẽ dựa vào cái mẫu này của mình để các bạn làm theo nha. Và sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn màu sắc nha. Các bạn bấm vào màu sắc. Và ở đây mình làm ví dụ, mình sẽ lựa chọn màu xanh nha các bạn. Và ở đây cái đường nét này các bạn, là tức là cái đường viền cho chữ của các bạn thì các bạn bấm vào. Mình sẽ lựa chọn đường viền là màu trắng nha. Và các bạn sẽ di chuyển cái thanh này lên các bạn, để cho nó đậm hay nhạt là tùy thích của các bạn nha. Và bây giờ thì các bạn thấy là mình đã hoàn tất xong một tấm ảnh banner chuẩn để mình đăng lên trên kênh của mình nha các bạn. Và tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào dấu đồng ý để các bạn lưu tấm ảnh của các bạn lại nha. Và các bạn bấm vào dấu mũi tên bên góc tay phải nha. Và bây giờ thì các bạn bấm vào chữ lưu. Và các bạn bấm vào chữ lưu một lần nữa. Và các bạn bấm vào chữ xong. Thì những hình ảnh mà mình sử dụng mình làm hướng dẫn cho các bạn là mình lấy ở trên thư viện Pixabay. Thì các bạn có thể lên trên thư viện Pixabay này để các bạn sử dụng hình ảnh nha. Thì những hình ảnh trên đây là những hình ảnh không bản quyền. Các bạn làm chủ đề nào thì các bạn sẽ ghi những từ khóa liên quan chủ đề của các bạn và các bạn tìm kiếm thì sẽ ra rất là nhiều hình ảnh nha các bạn. Và bước tiếp theo là các bạn quay trở lại với tùy chỉnh kênh và xây dựng thương hiệu. Thì bên dưới đó chính là hình ảnh biểu ngữ. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào tải lên. Và các bạn sẽ lựa chọn tấm ảnh banner mà các bạn vừa mới làm. Các bạn bấm vào. Và các bạn bấm vào chữ xong. Thì bây giờ các bạn thấy là YouTube ghi rất là rõ ràng, là nhìn thấy trên TV, nhìn thấy trên máy tính, nhìn thấy trên tất cả thiết bị. Thì bây giờ các bạn chỉ việc là bấm vào chữ xong là được nha các bạn. Thì các bạn đã hoàn tất cái việc đó chính là đăng một tấm ảnh banner lên trên kênh của các bạn nha. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào xuất bản. Và sau khi các bạn đã xuất bản xong rồi thì các bạn kéo xuống bên dưới. Thì các bạn sẽ thấy nè là hình mờ cho video. Thì cái hình này các bạn mình thấy không có quan trọng và nó trở nên quá dư thừa trong cái năm 2021 này. Nên các bạn không cần phải tải lên nha. Và bước tiếp theo là đến cái phần thông tin cơ bản nha. Thì các bạn bấm vào. Thì tại đây các bạn sẽ ghi nội dung mô tả cho kênh của các bạn. Bên dưới thì các bạn có thể thêm những đường liên kết mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Fanpage. Còn cuối cùng là các bạn ghi thông tin liên hệ. Thì các bạn phải ghi địa chỉ email của các bạn vào đây nha. Cái này không bắt buộc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nha. Thì các bạn thấy là mình đã viết xong phần mô tả của mình rồi. Thì các bạn sẽ dựa vào phần mô tả mẫu này của mình để các bạn làm theo nha. Và các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy đó chính là thêm đường liên kết. Thì các bạn bấm vào nha. Thì tại đây YouTube cho phép các bạn là thêm tối đa là 5 đường liên kết nha. Thì các bạn thêm những cái đường liên kết mạng xã hội vào. Vậy là xong nha các bạn. Mình làm mẫu cho các bạn xem nha. Thì trên màn hình mình đã làm mẫu thêm đường liên kết cho các bạn xem. Thì các bạn thấy dựa cái mẫu này của mình để các bạn làm theo nha. Thì cái đường liên kết và cái thông tin liên hệ này các bạn, là các bạn ghi cái địa chỉ email vào đây thì không quan trọng nha. Hai cái này không quan trọng gì cả. Nên các bạn muốn thêm vào thì thêm, còn không thêm vào thì thôi. Còn các bạn muốn biết thêm chi tiết thì mình cũng đã hướng dẫn trong video trước đó rồi. Các bạn hãy xem lại nha. Và sau khi các bạn đã hoàn tất rồi thì các bạn hãy bấm xuất bản. Vậy là xong nha các bạn. Và cuối cùng thì mình hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn đăng video theo kiểu chuyên nghiệp thông qua giao diện YouTube Studio của YouTube nha. Còn các bạn nào mà muốn đăng video theo kiểu truyền thống thông qua phần mềm của YouTube thì các bạn có thể xem lại video trước đó mình cũng đã hướng dẫn rồi. Còn trong video này là mình sẽ tập cho các bạn có thói quen làm theo kiểu chuyên nghiệp ngay từ lúc ban đầu luôn. Thì bây giờ để mà đăng được video các bạn thì các bạn sẽ bấm vào chữ tạo nha. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm vào tải video lên. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào chọn tệp. Thì để đăng được một video dài lên YouTube mà chuẩn các bạn là bắt buộc các bạn phải quay ở chế độ màn hình 16:9, có nghĩa rằng các bạn để điện thoại nằm ngang lại, các bạn quay như trên màn hình mình đã làm mẫu cho các bạn xem, thì các bạn phải dựa cái mẫu của mình để bạn làm theo nha. Và bước tiếp theo khi bạn quay được rồi thì các bạn sẽ lựa chọn cái video của các bạn và các bạn đăng lên nha. Ví dụ như trên màn hình các bạn nhìn thấy mình có video luộc bắp này các bạn, mình sẽ chọn video này nha. Và tiếp theo là mình sẽ bấm vào chữ xong. Thì khi các bạn tải video lên thông qua giao diện YouTube Studio thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái gì mà các bạn ghi mặc định cho video tải lên từ lúc ban đầu mà mình đã hướng dẫn cho các bạn thì đều hiển thị ra đây hết. Thì bây giờ công việc của các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần viết lại cái tiêu đề và viết thêm phần mô tả cho nó cùng với nội dung video của các bạn là được nha. Ở đây các bạn thấy nè, mình có một cái video nói về đó chính là luộc bắp. Thì bây giờ mình sẽ viết phần tiêu đề và phần mô tả mẫu để cho các bạn xem nha. Thì các bạn nhìn thấy trên màn hình là bây giờ mình đã viết xong cái phần tiêu đề của mình rồi. Và mình viết ngắn gọn cái phần mô tả nội dung của mình thì rất là đơn giản. Vì lúc đầu mình đã ghi mặc định sẵn rồi các bạn. Nên bây giờ mình chỉ cần bổ sung thêm một số từ nữa là được nha. Thì trong cái phần thẻ hợp tác thì các bạn nhìn thấy nè, mình đã bổ sung thêm một số thẻ hợp tác liên quan đến cái nội dung của mình, đó chính là luộc bắp như các bạn. Thì các bạn thấy dựa vào cái mẫu này của mình để bạn làm theo nha. Và tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nha. Và kế tiếp đó chính là hình ảnh thu nhỏ, có nghĩa rằng các bạn chụp một tấm ảnh đẹp nhất bên trong video của các bạn và các bạn trình bày nó ra bên ngoài cho khán giả xem thông qua hình ảnh thu nhỏ này nha. Thì khán giả nhìn thấy cái đầu tiên đó chính là hình ảnh thu nhỏ. Vì vậy hình ảnh thu nhỏ càng đẹp thì khán giả bấm vào video của các bạn xem càng cao nha. Nhưng hiện tại nếu như các bạn sử dụng thiết bị điện thoại thì các bạn không thể nào tải được hình ảnh thu nhỏ lên. Còn các bạn sử dụng bằng máy tính thì các bạn tải lên bình thường. Vấn đề này là cái lỗi của YouTube nha. Thì thời gian sau họ sẽ sửa lỗi lại nha. Nhưng hiện tại cái lỗi này vẫn còn. Nhưng lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bạn xử lý cái lỗi này nha. Và bây giờ thì các bạn kéo xuống bên dưới nha. Các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là danh sách phát. Thì mình cũng đã hướng dẫn trong một video trước đó rồi, các bạn có thể xem lại nha. Còn trong video này mình chỉ cho các bạn những bước cơ bản nha. Thì bây giờ các bạn muốn tạo danh sách phát thì các bạn bấm vào chữ chọn nha. Và các bạn bấm vào chữ tạo danh sách phát nha. Thì ở phần tiêu đề này có nghĩa rằng các bạn sẽ đặt tiêu đề cho danh sách phát của các bạn nha. Và tối đa là 150 ký tự nha các bạn. Thì bây giờ mình làm mẫu để cho các bạn dễ hình dung nha. Thì các bạn đã thấy là mình đã vừa đặt xong tiêu đề cho danh sách phát của mình. Còn bên dưới đó chính là chế độ hiển thị. Thì các bạn cứ để mặc định là công khai nha. Sau đó các bạn sẽ bấm vào chữ tạo nha. Thì các bạn đã thấy nè, mình đã tạo xong một danh sách phát. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một danh sách phát nữa để mình hướng dẫn cho các bạn cho dễ nha. Mình sẽ bấm vào danh sách phát mới nha. Thì các bạn nhìn thấy là mình đã tạo thêm một danh sách phát nữa, đó chính là du lịch đó đây 2021. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào chữ tạo nha. Thì các bạn thấy trên màn hình là mình có tổng cộng là 2 danh sách phát. Thì sau này các bạn, ví dụ mình làm 10 cái video về ẩm thực là mình bỏ vào bên trong danh sách phát ẩm thực. Còn ví dụ như mình đi du lịch và mình được 10 cái video rồi thì mình cũng sẽ bỏ vào bên trong cái mục danh sách phát về du lịch. Thì các bạn thì gói gọn lại tất cả các video cùng chủ đề với danh sách phát của các bạn thì các bạn bỏ vào nha, rất là đơn giản. Thì công dụng của danh sách phát là như vậy nha các bạn. Thì bây giờ mình làm về ẩm thực thì mình bỏ cái video của mình vào bên trong cái danh sách phát ẩm thực. Và sau khi mình đã hoàn tất rồi các bạn, mình sẽ bấm vào chữ xong nha. Và tiếp theo là các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nha. Và các bạn bấm vào hiện thêm nha. Và sau đó các bạn sẽ kéo xuống bên dưới. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được đó chính là thẻ từ khóa. Thì lúc đầu mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để bạn ghi mặc định một số từ khóa cùng chủ đề với các bạn đang làm. Thì các bạn đã ghi sẵn vào đây rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ việc ghi bổ sung thêm một số từ cho nó cùng với cái video của các bạn đang làm là được nha. Ví dụ như cái video này của mình làm về luộc bắp. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung một số từ khóa để cho các bạn xem nha. Thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là mình đã bổ sung thêm một số từ khóa có liên quan đến video mình đang làm bên trong cái mục từ khóa nha. Thì các bạn có thể bổ sung thêm một số từ nữa cũng được nha. Thì giới hạn là 500 từ nha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm tiếp nha. Và tiếp theo làm sẽ nói sơ qua về các thành phần của video nha. Thứ nhất là phụ đề, thứ hai là thêm màn hình kết thúc, thứ ba là thêm thẻ. Thì bây giờ các bạn bỏ qua cái phần phụ đề này nha, tại vì nó hơi khó, mình hướng dẫn trong video tiếp theo. Còn bây giờ các bạn chỉ cần quan tâm đến đó chính là hai cái quan trọng nhất, đó chính là thêm màn hình kết thúc và thêm thẻ. thì mình cũng đã hướng dẫn chi tiết trong những video trước đó rồi, các bạn thì xem lại nha. Link thì mình để ngay bên dưới phần mô tả video, thì các bạn thì bấm vào đó để bạn xem nha. Và bây giờ thì các bạn bấm chữ tiếp nha. Thì bên trong cái mục kiểm tra này các bạn, về bản quyền cũng như là cộng đồng, thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn trong video trước đó rồi, thật sự là chi tiết, các bạn hãy xem lại nha. Còn các bạn mới thì các bạn tự quay video không, nên các bạn không cần quan tâm đến cái mục kiểm tra này nha các bạn. Các bạn chỉ cần tìm hiểu sơ qua là được. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm tiếp nha. Và cuối cùng đó chính là chế độ hiển thị. Thì các bạn sẽ đăng được video của các bạn ở chế độ riêng tư, không công khai hoặc công khai. Nếu như các bạn chọn chế độ công khai thì các bạn sẽ lựa chọn được thêm chế độ đặt công chiếu nha. Thì giống như là rạp chiếu phim người ta công chiếu về các bạn. Hoặc là các bạn thể lên lịch để phát hành cái video của các bạn vào ngày nào, giờ nào cũng được nha. Hoặc lên lịch để công chiếu video cũng được nha các bạn. Còn mình ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn, nên mình sẽ lưu ở chế độ riêng tư nha. Và bây giờ mình sẽ bấm lưu lại nha các bạn. Thì mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn đăng video dài lên YouTube để các bạn kiếm tiền. Còn các bạn nào mà muốn đăng video ngắn giống như là TikTok lên YouTube để kiếm tiền, thì mình cũng đã hướng dẫn trong video trước đó rồi, các bạn hãy xem lại nha. Thì hiện tại YouTube đang cạnh tranh rất là quyết liệt với TikTok. Họ đang mở cái luồng đề xuất cực kỳ là cao. Nếu như các bạn biết bắt lấy cơ hội vào lúc này, thì kênh của các bạn nhanh chóng phát triển thông qua video ngắn nha. Vì vậy các bạn hãy xem kỹ cái video mình hướng dẫn cách đăng video ngắn lên YouTube để kiếm tiền, là các bạn sẽ biết cách mà các bạn làm nha. Thì ưu điểm của video ngắn là các bạn không cần phải đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem. Các bạn chỉ cần đăng video ngắn lên trong vòng 180 ngày là các bạn sẽ kiếm được tiền thông qua YouTube. Còn video dài là các bạn bắt buộc phải thỏa mãn nhu cầu của YouTube, đó chính là 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem. Các bạn phải đủ điều kiện thì các bạn có thể bật được kiếm tiền nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn sửa lỗi ảnh thu nhỏ nha. Thì bình thường nếu như mà YouTube không bị lỗi các bạn, là các bạn sẽ bấm vào cây viết này và các bạn kéo xuống bên dưới, và các bạn chỉ việc bấm vào tải ảnh thu nhỏ lên là được. Nhưng hiện tại là trên thiết bị điện thoại di động là bị lỗi, các bạn sẽ không bấm vào được. Bây giờ chỉ sử dụng được tính năng này ở trên máy tính, còn trên thiết bị điện thoại là không sử dụng được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bạn sửa lỗi nha. Thì đây là cách tạm thời nha các bạn. Một thời gian sau là YouTube họ sẽ sửa lỗi lại, còn tạm thời là họ chưa có sửa lỗi được nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn khắc phục tạm thời nha. Thì đầu tiên những người bạn nào đang xài thiết bị Android thì các bạn lên trên cửa hàng CH Play. Còn các bạn nào đang xài dòng iOS, iPhone thì các bạn lên trên cửa hàng App Store để các bạn tải về ứng dụng, đó chính là YouTube Studio, để các bạn cài vào bên trong thiết bị của các bạn nha. Và sau khi các bạn cài đặt vào rồi thì các bạn bấm mở lên. Thì để sử dụng được thì các bạn cần phải đăng nhập cái email mà các bạn mới vừa tạo xong để làm YouTube các bạn đăng nhập vào. Và sau khi các bạn đăng nhập cái email có kênh YouTube của các bạn vào rồi, thì ngay góc tay phải các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là cái logo email của các bạn, thì các bạn bấm vào. Thì các bạn hãy bấm vào cái mũi tên chỉ xuống này để chọn đúng cái kênh YouTube của các bạn nha. Và sau khi các bạn đã chọn đúng kênh YouTube của các bạn rồi thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy được cái video mà các bạn mới vừa tải lên. Thì bây giờ các bạn bấm vào nha. Thì bây giờ để thay đổi được cái hình ảnh thu nhỏ thì các bạn bấm vào cây viết. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cây viết bên góc tay trái này nha. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy được đó chính là hình thu nhỏ tùy chỉnh, thì các bạn bấm vào. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn một tấm ảnh mà các bạn chụp bên trong cái nội dung video của các bạn. Thì bây giờ mình làm mẫu, mình sử dụng tấm ảnh mẫu này nha. Thì các bạn đã nhìn thấy là mình đã chụp một tấm ảnh đẹp nhất bên trong video của mình. Thì để mình trình bày tấm ảnh này ra bên ngoài cho khán giả xem, thì khán giả nhìn thấy cái đầu tiên đó chính là tấm ảnh này nha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm chữ chọn nha. Vậy là các bạn đã hoàn tất công việc nha, rất là đơn giản. Bây giờ các bạn bấm mũi tên bên tay trái để các bạn trở lại nha. Thì bây giờ các bạn thấy hình ảnh thu nhỏ của các bạn nè đã được hiển thị ra bên ngoài cho khán giả xem. Và bây giờ thì các bạn quay trở lại với giao diện YouTube Studio của các bạn. Và các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ bấm vào mục kiếm tiền. Thì bây giờ các bạn phải cần bắt buộc xác minh 2 bước để bảo vệ tài khoản của các bạn, tránh kẻ gian đánh cắp. Thì mình cũng đã hướng dẫn trong video trước đó rồi, các bạn có thể xem lại nha. Thì toàn bộ các video liên quan đến cái việc phát triển kênh mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả video, các bạn sẽ bấm vào đó và các bạn xem nha. Nãy giờ thì mình đã mang những kiến thức biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Hy vọng rằng những gì mình chia sẻ cho các bạn sẽ giúp ích được cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Các bạn thấy video mình hay thì các bạn tặng cho mình một like. Còn những bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.